Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. First Edge. Ok. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Need for Speed Most Wanted. Ok. Let's go.
Và khi các bạn cầy nhiều tiền, các bạn có thể mua cho mình một chiếc xe ngon hơn và chạy nhanh hơn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. A fresh extreme. Let's go. Let's go. Dịch lắm. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Hai clip. Let's go. Hai clip rushing high. Ok. Thank you.
mình sẽ xem tiếng nó to chưa. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang người tiếp theo, Shafiq Reader. Oh my god, không hiểu sao luồn qua đó lại chết được với tao chứ. Được không?
tại vì cái luồn đó rất là bé luôn, mà mình rõ ràng mình phanh rồi. Nhưng thôi không sao, tiếp tục đánh võng. Oh my god. Oh man, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. A Fast Night. Đấy là một trong những tựa game đua xe rất hay và hot trong những năm vừa qua. A Fast 8, nếu các bạn đã chơi A Fast 8 rồi thì A Fast Night là một tựa game cũng hoàn toàn hoàn hảo. Thế game này thì các bạn không cần phải đi sang trái sang phải. Các bạn chỉ cần gạt thôi. Và tựa game này thì cũng không cần điều khiển nhiều. Các bạn chỉ cần có phanh. Hoặc là các bạn sẽ phải dùng tốc độ chạy nhanh hơn. Rồi, và các bạn cùng mình khám phá tựa game này nha. Let's go. Tựa game này thì nó hơi nặng một chút, cho nên nó khi vào game này thì nó lag hơi lâu. Các bạn có thể đợi một chút nha. Ok. Let's go. Rồi, bắt đầu vào game. Oh my god. Vẫn còn đang chạy, vẫn chưa vào được. Ok. Play. Oh, let's go. Glide đi. Các bạn có thể update hoặc các bạn có thể mua xe khác. Party San Francisco. Ok, let's go. Wow, con đường này rất giống thật luôn. Một tựa game khá là thật. Let's go. Ok. Tiếp tục vào. 6, 7. Ok. Và mình có thể mình nâng cấp xe này đi. Upgrade 3.000 này. Tăng tiếp này. Rồi, let's go. Ok. Chuyến nào.
So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, CR Rushing. Let's go. Đấy là một tựa game khá là hay và hot trong những năm vừa qua. Let's go. Ok. Chữ đầu tiên. Let's go. Giới thiệu rất là nhiều luôn, tất cả là làm Tiger. Rồi mình sẽ gặp anh chàng này đầu tiên, Sam Bleach. Let's go. Pháp đấy. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ update cái này đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tựa game High Climb. Let's go. Đấy là một tựa game đua xe khá là lâu rồi. Start game. Oh my god. Đó, sau đó các bạn sẽ nâng cấp và tiếp tục đua tiếp nha. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, A Fresh Extreme, A Fresh Show. Let's go. Ok.
Let's go. Prepare. Vào. Hai. Một. Ok. Nâng cấp không? Vào Phan Xô. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nâng cấp. Chưa đủ nâng cấp để mà ăn được xe kia. Đó, các bạn lại phải nâng cấp tiếp. Và khi đủ rồi thì các bạn sẽ chiến đấu với xe đó. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Rebuild Racing. Let's go.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, Rock Story 3. Let's go. Sing Belay. Ok. Left 150, 4 left 100.
Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.